Xin chào các bạn, hôm nay cô sẽ hướng dẫn các bạn một con rối hình múa lân sư rồng trong các dịp lễ lớn ở Việt Nam như là Tết Nguyên Đán, Trung Thu hoặc là những cái lễ khai trương. Thường họ sẽ có những cái biểu diễn múa lân sư rồng như thế này. Múa lân sư rồng gắn liền với ba linh vật gồm lân sư và rồng, tượng trưng cho sự may mắn, hạnh phúc và thịnh vượng. Vì vậy hôm nay cô sẽ hướng dẫn các bạn làm một con rối hình con rồng nha các bạn. Đầu tiên mình sẽ có tờ giấy A4 và các bạn sẽ gặp đôi lại, mình sẽ vẽ nửa cái đầu rồng trên nửa tờ giấy A4 nha các bạn. Cái đầu rồng thì có những cái mắt to, mũi to, miệng to và những cái sợi vảy ở trên cái lưng của con rồng. Các bạn sẽ vẽ từng bước cho cô. Đầu tiên là mình sẽ phá cái phần cổ không và phần đầu nha các bạn, nửa cái phần trên của cái của phong tục múa lân sư rồng đã xuất hiện hơn 1.000 năm trước ở Trung Quốc, gắn liền với câu chuyện dân gian ngày xưa truyền tai nhau. Ở mỗi địa phương, các truyền thuyết cũng có sự khác nhau bởi mỗi vùng miền và văn hóa tín ngưỡng. Phong tục múa lân rồng sư bắt nguồn từ chuyện thần thoại ở miền Nam Trung Quốc. Chuyện kể rằng ngày xưa ở một bờ biển nọ, người dân thường xuyên bị quấy rối bởi một quái vật thú dữ tận có mắt lồi, đầu to, gọi là kỳ lân. Sau khi các bạn vẽ được hình đầu rồng rồi, mình tiếp tục vẽ phần đuôi rồng nha các bạn. Sau đó xuất hiện kỳ lân thì sau đó người dân được một ông lão hiền lành chỉ cách mô hình một con vật to lớn bằng giấy và vải. Khi con quái thú kia đến thì đem ra nhảy múa kết hợp cùng tiếng chiên, tiếng trống rộn ràng. Nhờ vậy người dân đã đuổi được quái thú dữ tận kia. Kể từ đó mỗi dịp lễ Tết quan trọng, người dân ở miền đất nước này họ sẽ có múa lân sư để xua đuổi vận xui, đem tài lộc may mắn đến cho gia đình. Sau khi các bạn vẽ xong rồi, mình hai phần